Đây chiếc 105X nha các bạn. Hiện tại thì đang thu hoạch giống lúa 5451 nha. Hôm nay ở khu đồng này thì tăng được 5.500 một ký các bạn. Đây làm tầm 7-800 ký công nữa rồi. Đây 105 đang thu hoạch mấy miếng ruộng nhỏ nhỏ nè. Bị lúng mấy anh mới kéo lên, ngoài kia xa quá ra không kịp các bạn. Máy này thì mình được biết thì mấy anh chia sẻ ở An Giang chạy động xuống đây các bạn. Hôm nay thì mình quay ở thị trấn Cờ Đỏ nha. Mấy anh máy ở An Giang chạy động qua đây rất là nhiều luôn các bạn. Gió rất là lớn nên âm thanh nếu mà có ồn thì các bạn cũng thông cảm nha. Mình chia sẻ toàn cái cánh đồng này các bạn. Tại thì đang cắt cặp cái bờ kênh nha các bạn. Để mình đi cầu thủy qua bên đây. Thank you.
đây thì hiện tại còn mấy cái bụi lúa mà cặp cái bà mẫu này các bạn, giờ cắt hết luôn nha, rất là kỹ nha các bạn. Chạy vô cái cây lúa trong kia, rồi cái chú đó chủ ruộng